Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cây Bè. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cây Bè giới thiệu cho mọi người một lô nhãn lông tím vừa có mặt tại cửa hàng. Cây cao tầm khoảng 60 cm. Cây rất là khỏe rồi, lá xanh bóng. Cây này bây giờ rễ trong bầu khá là nhiều rồi, đem về mọi người có thể trồng liền được xuống đất. Nhãn lông tím này rất dễ chăm sóc và cho trái, nên đem lại hiệu quả kinh tế cũng khá là cao. Nếu mọi người có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người gọi đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người ạ.